Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Chủ tịch nước hói xem phim 18 cộng. Lấy ông tôi ở bộ này là tự thú đấy ông Chủ tịch. Các quan chức nước ngoài thường không nổi nóng trước những câu nói vô căn cứ trên mạng xã hội nhắm vào họ. Đó là nhân cách rất lớn mà cũng là cách ứng phó với truyền thông một cách khôn ngoan. Khi chủ nhân không lên tiếng thanh minh, lời đồn vô căn cứ sẽ tự nhiên nó tan biến. Tuy nhiên, với quan chức của Đảng Cộng sản thì không phải thế. Họ dấy nảy lên như đỉa phải vôi khi trên mạng xã hội có những lời đồn đại vô căn cứ. Điều này làm cho nhiều nhà phân tích tâm lý nghi ngờ sự thật của lời đồn. Mới đây, trên một số trang báo nhà nước có phản ánh rằng sáng ngày 26 tháng 8, Sở lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông Thanh tra vào cuộc xem xét xử lý đối với nữ streamer, người phát sóng trực tiếp khi chơi trò chơi điện tử trên mạng xã hội, có những phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao đang được lan truyền trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh đầu của ông Chủ tịch nước hói và có lẽ cũng loè hoè mấy cọng tóc, thì đấy là sự thật ai cũng biết. Trước đó, theo các clip lan truyền trên mạng xã hội tối ngày 25 tháng 8, trong một buổi phát hình trực tiếp livestream trên nền tảng Facebook Gaming, nữ streamer đã có những lời lẽ bình luận thô tục, thiếu chuẩn mực và xúc phạm lãnh đạo cấp cao. Ngay sau khi clip được lan truyền, dư luận mạng xã hội đã lên án, bày tỏ thái độ bức xúc trước những lời lẽ thiếu chuẩn mực và trên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm hành vi phát ngôn trên mạng xã hội cũng như xúc phạm người khác. Về nội dung mà streamer lan truyền không được báo chí tường thuật, tuy nhiên không có gì giấu nổi mạng xã hội. Được biết, streamer tức là người phát hình này mà báo chí dùng từ viết tắt là NTTL chính là tên thật của Nguyễn Thị Thanh Loan với nickname Milonan. Livestream này khi đọc được một bình luận của tài khoản nói trên về người hói, cô này phản ứng lại bằng cách lấy Chủ tịch nước ra làm ví dụ. Đây là hình ảnh nhiều người cho rằng ông Chủ tịch nước có tật thì giật mình. Cô nói, à ok ông, chứ chắc mấy bác Chủ tịch nước toàn chẳng làm cái mẹ gì, suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng nên bác hói hết. Đầu đấy còn tóc luôn, đầu còn vài sợi lơ hơ có đúng hay không? Tại làm ăn có gì đếch gì đâu, chẳng làm ăn gì cả, suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng. Phát ngôn viên của game thủ này không nhắc đến cụ thể Chủ tịch nước của quốc gia nào, nhưng nhiều trang báo hay các tài khoản Facebook đề nghị xử lý vì nhắc đến một trong tứ trụ của Việt Nam. Nhưng điều đặc biệt là cô này lại bị chính quyền cho là nói xấu ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bởi ông Chủ tịch nước thì đầu đếch còn tóc luôn. Đó là sự thật như cô nói. Tuy nhiên, việc ông Chủ tịch nước có làm ăn được gì hay không thì có lẽ phu nhân ông Chủ tịch nước mới biết được. Chứ cô livestream này làm sao biết được. Vậy nên, người phát hình livestream Milona này nói sai bị bắt là không oan. Việc kem thủ không nhắc trực tiếp đến tên ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mà ông cho chính quyền xử lý người phát ngôn chính là hành động được đánh giá là dại dột của ông Chủ tịch nước. Nó chẳng khác nào hành động tự thú kiểu lấy ông tôi ở bụi này vì ông có nên ông mới nhột. Đó là đánh giá chung của rất nhiều người mà Thời báo .d khảo sát. Nó khá nực cười. Thực ra phim 18 cộng với ý nghĩa là dành cho người xem từ 18 tuổi trở lên, mà nội dung dành cho 18 tuổi trở lên có thể là khiêu dâm, có thể là bạo lực. Các loại phim sex, phim khiêu dâm mà người ta hay gọi là phim cấp 3 cũng là loại phim 18 cộng. Kênh truyền hình kỹ thuật số Netflix nổi tiếng cũng có loại phim 18 cộng. Tuy nhiên loại phim này là phim hành động với cảnh bạo lực mạnh, không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu ông Chủ tịch Phúc xem phim 18 cộng của Netflix thì có gì là xấu hổ đâu. Có những phim có giá trị nghệ thuật cao đấy chứ. Đây là hình ảnh nữ streamer bị vạ miệng. Có lẽ ông Chủ tịch Phúc nghĩ người ta nói ông xem phim khiêu dâm nên ông mới xua lực lượng đến để trấn áp cô livestream kia. Cũng có lẽ ông Chủ tịch Phúc không hành động thế thì người ta tin ông hơn. Còn ông dãy nảy lên như đỉa phải vôi như vậy thì e rằng ông không bịt miệng được ai mà còn làm tăng lên sự nghi ngờ đó đối với ông. Làm thế chẳng khác nào tự thú, thưa ông Chủ tịch nước.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nóng con út ông Ba Dũng bị knock out, gia tộc Ba Dũng bộc lộ điểm yếu. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin vào ngày 23 tháng 7, ông Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định số 576 của Bộ Chính trị về việc điều động chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, tham gia vào Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy là chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đoàn đang trống và sau một tháng đấu đá, hiện nay chiếc ghế đó đã có chủ. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết đã bị Bùi Quang Huy cho knock out. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ vào chiều ngày 25 tháng 8, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 11 đã được bầu anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 11. Đáng chú ý là trong các nhân vật đến dự hội nghị còn có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh và là cựu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Được biết từ năm 2000, Bùi Quang Huy đảm nhận chuyên trách đoàn, Phó Bí thư Đoàn trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Bí thư Đoàn trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ thanh niên trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có Nguyễn Minh Chiết, con trai út của ông Nguyễn Tuấn Dũng tham gia vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn thì sẽ không có ai là đối thủ của Bùi Quang Huy cả. Tuy nhiên, việc con trai ông cựu thủ tướng xuất hiện đã xảy ra cuộc chạy đua song mã giữa Bùi Quang Huy và Nguyễn Minh Chiết trong suốt một tháng qua. Bùi Quang Huy đang có lợi thế là tuổi đảng cao hơn ông Chiết, tuổi đoàn cũng cao hơn Chiết và đang là Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kiêm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Chính vì thế như thế nên không đối thủ nào có thể thách thức được Bùi Quang Huy ở Trung ương Đoàn trừ Nguyễn Minh Chiết. Nguyễn Minh Chiết chỉ có lợi thế là con trai của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Dũng lại là một trong những thế lực mạnh nhất so với các quan chức cấp cao đã về hưu. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết, con út ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc thất bại của Nguyễn Minh Chiết lần này cho thấy sức mạnh của Nguyễn Tấn Dũng có giới hạn. Trước đây khi Nguyễn Thanh Nghị rớt thành ủy viên Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã kéo Nghị ra Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đề nghị nhảy cóc bỏ qua địa phương ra Trung ương tham gia vào Đảng ủy Bộ Xây dựng. Nhờ đó mà Nguyễn Thanh Nghị mới được cơ cấu về để nắm tỉnh nhà. Tuy nhiên lần này cho thấy thực lực của Nguyễn Tấn Dũng yếu đi rất nhiều. Trước thềm phân chia quyền lực tại Trung ương Đoàn, nhiều người đánh giá Nguyễn Tấn Dũng có tiềm lực rất mạnh, nhưng cũng có người đánh giá là ông Dũng chỉ mạnh bên chính phủ, còn bên đảng ông Dũng không mạnh, cho nên ông mới hụt hơi trong việc giúp cậu út ông ngồi vào chiếc ghế đó là ủy viên Trung ương Đảng. Dường như Ban tổ chức Trung ương thời ông Phạm Minh Chính làm trưởng ban thì ông Nguyễn Tấn Dũng có thể tác động được, nhưng thời bà Trương Thị Mai thì xem ra ông Ba Dũng không tác động được nữa. Và quan đây, nếu thấy đem gia tộc ông Nguyễn Tấn Dũng và cộng hết các mối quan hệ của ông đem so với nhóm lợi ích Nghệ An thì cán cân nghiêng hẳn về nhóm lợi ích Nghệ An. Đây là hình ảnh ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay Nguyễn Minh Chiết còn một cửa để cứu, cửa này không hề tồi chút nào, đó là ghế bí thư thường trực Trung ương Đoàn do Bùi Quang Huy để lại. Nếu ông Dũng mà đưa được Chiết vào đây thì xem ra sức mạnh ông Dũng không đến nỗi quá yếu. Nếu Nguyễn Minh Chiết rớt cuộc đua chạy vào chiếc ghế này thì xem ra việc xây dựng thế lực chính trị cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng được hồi sinh gặp lực cản rất lớn. Và chúng ta hãy chờ xem ông Ba Dũng sẽ làm gì.